put a sticker over it, then just take the sticker off. When you want to use it. The microphone issue is something else, though, because I'm particularly worried, you know, that people would listen to my conversations that I'm having in the room where the computer is. But, I mean, it's just an intrusion of our privacy. Chuyện với Trang và cùng chia sẻ với bài hát tiếp theo nha. Ca khúc thứ 3 trong list này là một bài hát nhạc Nhật. Em có thể giới thiệu một chút gì đó cho mọi người về ca khúc này được không Trang? Đây là một bài hát Nhật. Em cũng rất là yêu thích người bài hát.